Mr. PT hết kể chuyện lịch sử xin chào các bạn. Trân trọng gửi đến các bạn tác phẩm, tướng Navari với trận điện biên phủ của tác giả Giang Bu, ghê. Phần 6, tướng giáp giành thế chủ động trong chiến dịch. Việt Minh chuẩn bị tiến công. Tháng 8 và tháng 9, mưa rơi trên toàn cõi Đông Dương, chỉ trừ có giải đất dài và hẹp vùng bờ biển miền Trung nằm ở phía đông dãy Trường Sơn che chắn cho Huế và Đà Nẵng trước những đợt gió mùa. Mưa rơi hàng giờ có khi suốt cả ngày. Nước mưa tràn ngập ruộng đồng rừng núi, biến những lớp bụi thành bùn sâu làm những con đường mòn trở thành dốc trượt pa tanh. Cả một thế giới cá và ếch tràn lên mặt đất. Những con rùa to tướng cổ dài và mềm quặt với kế đầu giống như mỏ vẹt thỏ ra khỏi mai, cố bò lên mặt đường và mặt để nhưng lại bị trượt xuống những vết nấm mốc huy hoại sợi vải, thấm vào da người, thành những nốt đỏ dễ ngứa giống như rôm sẩy và nốt đậu mùa. Chiến tranh như đang ngủ ly bì, nhưng nó vẫn sống, vẫn đang thở phập phồng vẫn có mặt ở khắp mọi nơi. Bởi vì hai tháng mùa mưa là mùa chuẩn bị cho những chiến dịch lớn, không cản trở cuộc chiến tranh nhỏ. Trong khi những trận mưa rào giảm dần thì cơn sốt chiến trận của con người lại tăng lên, bộ tổng chỉ huy ở cả hai phía đều chuẩn bị hoạt động cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc đang bước vào giai đoạn cuối cùng tướng giáp đã và sẽ còn giữ quyền chủ động chiến dịch tương quan lực lượng cơ động hai bên và chiến thuật mà tướng giáp sẽ áp dụng đảm bảo cho ông chiến thắng ông còn có thuận lợi ở chỗ có quyền chọn địa điểm tiến công theo ý muốn của mình ông cũng đang nghiên cứu kế hoạch và chuẩn bị lực lượng tại vùng trú quân ẩn kín ở miền trung du bắc kỳ các sư đoàn việt minh phấn khởi trước những thắng lợi vừa qua đang ra sức tập luyện cho những trận chiến đấu mới. Tướng Henry Navarre quay trở lại Sài Gòn vào cuối tháng 7. Ông lại đắm chìm trong thực tế hối hả của cuộc chiến tranh, bù đầu đọc các bức điện. Trong khi tại các cơ quan cấp bộ bên Pháp vẫn đang nghiên cứu bản kế hoạch chiến lược dài hạn của tướng Navarre trong không khí ôn hòa. Tướng quân chỉ có 60 ngày chuẩn bị để đối phó với 8 tháng tiến công của Việt Minh chắc chắn đối phương sẽ tiến đánh bằng sức mạnh chưa từng thấy kể từ ngày bùng nổ cuộc chiến tranh Pháp-Việt. Trước hết, Tổng tư lệnh Navarri phải tập trung quân, tổ chức lại lực lượng dự bị để đối phó với tất cả các mặt trận trên một chiến trường rộng tới 750.000 km vuông. Với tính năng nổ và tác phong tỉ mỉ đôi khi làm điên đầu những người giúp việc, tướng Navarri quyết định xây dựng các tiểu đoàn chủ lực cơ động bằng cách rút tỉa từng trung đội đang bị dính chặt vào, hàng ngàn đồn bốt nhỏ lẻ được phản ánh trên tấm bản đồ đông dương bằng hàng ngàn những mũi đinh đánh dấu nhiều màu sắc những tiểu đoàn cơ động được xây dựng từ những binh lính rút khỏi những ruộng nước khi được tổ chức tăng cường và huấn luyện sẽ trở thành những binh đoàn cơ động rồi trong vòng một năm sẽ là những sư đoàn hoàn chỉnh có khả năng đối chọi với các sư đoàn chủ lực của tướng giáp tại những vùng ổn định nhất tức là những nơi mà đồn bốt chỉ làm nhiệm vụ bình định khi cần thiết quân đội bảo đại sẽ thay chân quân pháp với đội quân thay thế này cũng phải tổ chức trang bị huấn luyện, bố trí cán bộ vực nó lên. Đồng thời, tướng Navarri cũng chỉ thị tiến hành và kiểm soát việc tiến hành các hoạt động ở khắp mọi nơi có thể hoạt động khi thấy cần thiết. Tướng quân dự tính đến mùa khô sẽ tiến hành các hoạt động lớn ở Trung Kỳ, ở Thượng Lào, Luang Prabang, cánh đồng chung mặc dù mưa nhưng vẫn có thể cải thiện được các vị trí của Pháp còn ở Bắc Kỳ thì phải luôn luôn chống lại sự thâm nhập của Việt Minh đang làm cho vùng đồng bằng trở nên một ruỗng. Từng giờ, từng giờ, tướng Navari chăm chú đọc các bản tin tức tình báo của ban 2, 1, và các bản dịch những tin tức nghe lén được từ các đài địch. Ông theo dõi cẩn thận sự chuẩn bị và những ý định của đối phương, với hy vọng có thể cản phá hoặc ngăn chặn bằng các hoạt động phòng ngừa. Tướng quân cảm thấy không được để mất một phút nào, ngay từ ngày 24 tháng 7 khi mới tan cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng, vừa ra khỏi điện Elise. Tướng Navary đã điện cho đô đốc Abong O phải ký ngay huấn thị chuẩn bị cho chiến dịch mùa mưa, để lệnh cho cấp dưới thi hành. Bản huấn thị này tướng Navary đã soạn thảo từ tháng 6 ở Sài Gòn và xem lại khi về Paris. Nhìn chung, đó là bản huấn thị để phòng địch tiến công hãy còn quá sớm để có thể biết được kế hoạch tiến công của bộ tổng chỉ huy quân đội việt minh nhưng chúng tôi cũng đã có thể ước tính được lực lượng và dự kiến khả năng hoạt động của họ có ba nguy cơ rõ rệt một là ngay khi mở màn chiến dịch tướng giáp có thể tập trung tiến đánh vùng đồng bằng bắc kỳ hai là cùng trong lúc tiến đánh đồng bằng có thể mở thêm một mũi tiến công phối hợp đánh vào miền trung đông dương cắt đứt đông dương làm hai ở chiến trường đánh thông từ vinh sang thà khẹt Ba là cuối cùng có thể mở một mũi tiến công nữa đánh lên thượng lào theo những con đường mòn đã sử dụng để hành quân năm trước. Cùng trong lúc đặt ra những giả thiết chính và phụ như trên, bản huấn thị cũng nghiên cứu các biện pháp đề phòng nhằm cản trở những mũi tiến công của Việt Minh, hoặc ít, hoặc nhiều. Đây mới là lúc tướng nga liên hệ tới Điện Biên Phủ lần đầu tiên nhằm cản phá sự uy hiếp của Việt Minh đối với thượng lào và Luang Prabang mà trong bản tường trình gửi chính phủ ông đã nhấn mạnh kinh đô Lào là mục tiêu. Chán nhất nhưng vẫn cần phải được bảo vệ, tướng Navari chỉ thị cho các tư lệnh Bắc Kỳ và Lào phải nghiên cứu phối hợp tiến hành mọi hoạt động đề phòng. Bằng cách bất ngờ chiếm lĩnh điện biên phủ biến thung lũng này thành một căn cứ không quân. Trong một cuộc họp ngày 31 tháng 7 năm 1953, tướng Cockney là tư lệnh Bắc Kỳ phát biểu ý kiến của mình trước đông đủ mọi người, trên cương vị tư lệnh Bắc Kỳ, tướng Cogny không chịu trách nhiệm bảo vệ Luang Prabang. Theo quan điểm của ông việc chiếm đóng Điện Biên Phủ là một thung lũng lớn nhất miền Tây Bắc mới thật sự đáng quan tâm. Vì có Điện Biên Phủ trong tay sẽ nắm được nhiều lợi thế mà ông đã nhiều lần đánh giá. Trước hết là vì lợi ích chính trị của xứ Thái việc chiếm đóng Điện Biên Phủ có thể tạo lá chắn để bảo vệ Lai Châu và cũng có thể tiếp nhận Lai Châu khi cần rút bỏ địa điểm chống trải và biệt lập ở tận đầu cùng thượng nguồn sông Đà. Điện Biên Phủ cũng là điểm có thể đón nhận lực lượng từ nà sản rút về, vì từ lâu mọi người đã tính đến việc rút bỏ cái đồn canh vô ích này nhưng chưa có dịp và điều kiện thực hiện. Tướng Cockney cũng đã nghiên cứu và nhận định việc chiếm đóng Điện Biên Phủ sẽ là một hành động tiếp theo việc rút bỏ nà sản những đơn vị cuối cùng ở nà sản không rút được bằng máy bay sẽ đi theo đường bộ rút về thung lũng điện biên phủ. Tướng Cockney còn phát họa giai đoạn cuối của cuộc hành quân rút khỏi nà sản bằng một chuỗi hoạt động liên tiếp và tập trung. Cánh quân chính có thể xuất phát từ Lai Châu theo con đường mòn Pavi, trong khi lính dù được thả xuống các điểm vành đai như Mường Phăng, Tuần Giáo, Bản Cang để yểm trợ. Giai đoạn cuối cùng là tổ chức phòng ngự cứ điểm điện biên phủ trên cơ sở xây dựng những cứ điểm mỗi cứ điểm do một tiểu đoàn quân chấn giữ có hệ thống lưới lửa đan kết với nhau không cho địch tiến đến gần sân bay liền sau đó xây dựng thêm các cứ điểm phòng ngự trên các mỏm đồi phía đông có trận địa pháo cối đây là ý tưởng này mầm cho các dự án trong tương lai cockney kết luận trong ban tường trình gửi tổng tư lệnh Navari, tôi đề nghị ngài cho lệnh rút bỏ ngay nà sàn chỉ có biện pháp duy nhất là rút bỏ nà sản mới cho chúng ta có được số quân cần thiết để chiếm đóng điện biên phủ. Vấn đề khẩn cấp lúc này là rút bỏ tập đoàn cứ điểm nà sản đã được nghiên cứu từ thời tướng Sà Lan. Ngay khi vừa nhậm chức tư lệnh Bắc Kỳ, tướng Cockney cũng đã đề nghị. Nhưng hồi đó, nhiều người còn lo ngại xảy ra rủi ro khi rút quân nên đã phản bác. Đến đầu tháng 7 năm 1953, theo lệnh của tướng Navarri dự án này mới lại được nghiên cứu trở lại. Nay chỉ còn chờ một quyết định dứt khoát. Ngay từ buổi bình minh sáng thứ hai, ngày 3 tháng 8, tướng Navarri đã rời Sài Gòn, thoát khỏi những bữa tiệc tùng chiêu đãi hội hè chào mừng ngài tổng cao ủy mới đến. Cuối buổi sáng, chúng tôi đã bay tới Hà Nội, ngay trước cơn rông vào buổi trưa. Tướng Cockney có mặt ngay tại chân cầu thang máy bay, cuộc đón tiếp rất nồng nhiệt như tấm thảm đỏ trải dưới chân. Từ sau chiến công nhảy dù đánh úp các kho tàng của Việt Minh ở Lạng Sơn đến nay hai người mới lại gặp nhau. Báo chí và dư luận đang ca ngợi ekip mới, có vẻ như đang dẫn dắt đội quân viễn trinh Pháp ra khỏi sự đờ đẫn trước kia, và nay đã có thể tiến công mỗi lần đối phương sơ hở. Đó là điều dễ hiểu. Kế hoạch Navarri đã được Paris tiếp nhận, và thắng lợi của Cockney ở Lạng Sơn cũng đang được biết đến hai người cùng ca ngợi lẫn nhau nhưng chưa nhiệt liệt lắm. Phải chờ đến ngày kia, khi tướng Cockney được Tổng tư lệnh Navarri gắn huy chương chiến công trước lễ duyệt binh các tiểu đoàn dù đã đánh úp lạng sơn lúc đó hai người mới ôm hôn nhau đúng nghi thức. Tướng Navarri đến Hà Nội để tổ chức việc rút quân khỏi nà sản. Suốt buổi chiều hai vị tướng cùng ngồi làm việc với ban tham mưu trong thành Hà Nội, một doanh trại xây dựng từ lâu tối tăm và ẩm thấp cho mãi đến đêm khuya, mới có quyết định dứt khoát giữa những cơn mưa như chút nước. Đội quân đóng tại Nà Sản sẽ di tản về Hà Nội bằng máy bay. Như vậy là lúc này chưa chiếm đóng điện biên phủ như tướng Cóc đề nghị. Tiếu đoàn bộ binh số 3 gồm toàn lính Thái là đơn vị cuối cùng bảo vệ sân bay Nà Sản không thể đưa lên máy bay được sẽ rút vào rừng, gia nhập các đội biệt kích hoặc sẽ biến mất thời gian di tản được quyết định sau khi bộ phận theo dõi tình hình thời tiết báo cáo thời điểm thuận lợi nhất, như các thầy bói thời xưa thường đoán ngày lành tháng tốt cho các vị tướng xuất quân đi đánh trận. Buổi tối, tướng Navari dự cơm do Thủ Hiến Chí mời rồi rút về biệt thự dành riêng cho ông. Lúc này tâm trí ông mới được nghỉ ngơi. Ông đã quyết định rút bỏ nà sản, đồng thời cũng đã rút bỏ sự hoài nghi khỏi đầu óc và sự lo ngại khỏi trái tim. Tất cả ý chí và khả năng của ông trong lúc này tập trung vào việc điều hành cuộc di tản. Ông đã ngủ được một giấc thanh thản. Tám giờ sáng hôm sau tướng Cockney đến gặp, để dẫn ông đi thị sát chuối đồn bốt trên đường Phủ Lý, bảo vệ vùng đồng bằng ở mặt phía Tây. Hai vị tướng cùng ngồi một xe. Ngay lập tức, tướng Cockney lại nghĩ đến nà sản. Ông đang lo ngại. Ông nhớ đến những rủi ro mà các sĩ quan tham mưu căn cứ vào những yếu tố không thuận lợi đã trình bày trong những lá phiếu thăm dò ý kiến. Nhìn thấy vẻ đam chiêu, lo lắng của Cogny, Tổng tư lệnh Navarri ngạc nhiên và rồi cũng bối rối theo. Ông hỏi Cogny, liệu có xuất hiện những yếu tố mới nào dẫn đến việc hoãn rút bỏ nà sản vào một dịp khác không? Không. Cogny vẫn luôn luôn muốn rút bỏ nà Nhưng mà, sự quanh co tế nhị của Cockney về vấn đề nà sản ông đã tự viết ra trong thư đề ngày 2 tháng 7 gửi Navarri. Có thể nói, đây là một tác phẩm tinh vi có những đoạn nổi bật đáng lưu trữ làm hồ sơ tài liệu về tính cách con người ông. Cockney viết. Trong khi thông báo với đại tướng về những thuận lợi trong việc chuyển quân từ nà sản về điện biên phủ, tôi vẫn lưu ý ngài là cuộc hành quân di tản này, ngược lại cũng có những khó khăn nguy hiểm. Nếu tôi nghiêng về giải pháp chờ đợi thời cơ, đó là vì tôi nghĩ rằng, tự đi vào canh bạc, chuốc lấy những rủi ro không tránh khỏi. Mãi ba tuần sau đó, sau khi đã cân nhắc rất lâu những may mắn có thể, tôi mới đi đến chỗ quyết định đề nghị ngài cho lệnh di tản. Tướng Bồ Đét sẽ nói với ngài là chính ông đã thấy tôi nghiên cứu kỹ vấn đề và tôi đã biểu lộ niềm vui rất cao khi ông cho tôi biết. Ngài muốn xem xét lại tôi cũng đã đoán được sự ngạc nhiên của ngài khi không thấy tôi nêu lên điểm cuối cùng trong bản nghiên cứu của tôi để trình ngài đó là một thiếu sót chắc chắn chưa được bổ khuyết nhưng phù hợp với ý muốn của tôi muốn được thể hiện tất cả trách nhiệm của tôi thu ốc ngài phần nữa tôi cũng được yên tâm vì đã không làm phiền ngài phải chăng đây chỉ là những do dự ngần ngại chính đáng mà bất cứ người nào có tinh thần trách nhiệm cao cũng suy nghĩ trước khi hoạt động điều rất rõ là tướng Ni là người có trí thông minh sâu sắc. Ông có những phân tích mạnh mẽ, rõ ràng, kiên quyết, nhưng lại dao động lắc lư sau khi có quyết định. Phải chăng đó là sự yếu đuối trong tính cách của ông? Trong phần lớn cuộc đời hoạt động của mình, tướng Ni toàn làm việc trong văn phòng bộ hoặc các cơ quan khác. Ông đã quá quen thuộc với những thủ thuật những quanh co uẩn khúc những do dự rẻ rặt trong các hoạt động chính trị, sự co giãn trong thái độ kỳ cục của ông riêng với vấn đề nà sàn ông đã dự liệu trước rồi thất bại hay thành công ông đã đề nghị rút bỏ nà sàn trước khi có lệnh cấp trên đó sao nếu thất bại ông đã trình bày những rủi ro khi có lệnh rút và những điều ông trình bày rõ ràng đã chứng tỏ là những suy nghĩ đúng tùy theo từng trường hợp ông sẽ đưa từng loại hồ sơ lập luận ra đối chứng những biến động trong ý nghĩ kiểu như thế này tướng Cockney đã bày tỏ trước khi thực hiện cuộc nhảy dù đánh úp Lạng Sơn mang tên cuộc hành quân con chim nhạn. Đó là tập hồ sơ thắng lợi mà ông đã đưa ra trình bày trước các nhà báo, hồi tháng 6, tháng 7. Ông tiếp tục đi theo những con đường như thế này trong việc trình bày những quan điểm khác nhau của ông đối với. Nhiều ẩn ý trong luận điệu phù hợp với tính phức tạp và tầm quan trọng không lường trước được của trận đánh trước khi đoán biết kết quả việc di tản nà sản có nhiều lý do chính đáng để lo ngại thời tiết xấu trong mùa này có thể cắt đứt việc vận chuyển đường không hoặc làm chậm nhịp độ bốc quân lên máy bay một cách nguy hiểm tướng giáp được cấp báo kịp thời có thể có thời gian điều quân tới bao vây tiến công đánh chiếm tập đoàn cứ điểm đã quá suy yếu không thể chống cự nổi và chưa rút hết quân để không thể trở thành một mục tiêu không thú vị nữa những rẻ rặt của Cockney sau khi đã có quyết định rút bỏ nà sản là điều rất dễ hiểu. Lần này, những do dự đó đã trở thành vô ích. Dù sao thì đã quyết định rồi những biện pháp đề phòng cũng đã dụ liệu rồi, chỉ còn mong vận may sẽ đến. Hết phần 6. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.